Cảm ơn quý ông bà anh chị em đến với Bục muối men cho đời phần suy niệm lời Chúa. Hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa của Chúa Nhật thứ tư mùa phục sinh. Chúng ta dành ít phút để cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói: Tôi là một tử tốt lành. Một tử tốt lành thí mạng sống mình vì chiên kẻ làm thuê không phải là chủ chiên và chiên không phải là của người ấy nên khi thấy sói đến người ấy bỏ chiên mà trốn sói bắt chiên và làm chúng tán loạn vì là người chăn thuê và không thiết gì đến chiên tôi là mục tử tốt lành tôi biết các chiên tôi và các chiên tôi biết tôi cũng như cha biết tôi và tôi biết cha Tôi thí mạng sống mình vì chiên. Tôi còn những điều, nhiều chiên khác không thuộc về chiên này. Cả những chiên đó tôi cũng phải dẫn về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi và sẽ chỉ có một đàn chiên và một mục tử. Vì lẽ này mà cha yêu mến tôi là tôi thí mạng sống mình để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống của tôi được. Nhưng tự tôi Tôi thí mạng sống, tôi có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Đó là lệnh truyền tôi đã nhận nơi cha tôi. Xin thưa quý ông bà, anh chị em. Hôm nay, Chủ nhật thứ tư của mùa phục sinh. Lễ Chúa Chiên Lành Trang tin mừng theo Thánh Doan được trích trong chương 10 từ câu số 11 đến câu số 18. Mô tả cho chúng ta hình ảnh sống động của Chúa Giêsu, người mục tử tốt lành, công những biết rõ chiên của mình nhưng còn dám ý mạng sống vì đàn chiên. Hôm nay cũng là ngày giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta hướng về việc cầu nguyện cách đặc biệt cho ơn gọi làm linh mục tu sĩ. Giáo hội tha thiết mời gọi chúng ta cầu nguyện cho nhiều bạn trẻ quảng đại đáp trả tiếng Chúa gọi mời để trở nên những mục tử nối dài cánh tay yêu thương của Chúa Giêsu mục tử trong ơn gọi thánh hiến và linh mục. Và trong lòng năm thánh du xe, Đức Thánh Cha Phan trong suy điệp ơn gọi năm nay mời gọi những người dấn thân trong ơn gọi thánh hiến và linh mục hãy noi gương thánh du xe Đáp trả tiếng Chúa gọi mời trong ba điều căn bản là ước mơ, phục vụ và lòng trung thành. Trước hết, đời sống dấn thân trong ơn gọi thánh hiến và linh mục theo gương thánh Giuse là thực hiện các ước mơ theo thánh ý Chúa. Đức anh cha Francisco viết mọi người đều mơ ước có một cuộc sống trọn vẹn, có ý nghĩa nếu chúng ta yêu cầu mọi người diễn đạt ước mơ cuộc đời của họ chỉ bằng một từ sẽ không khó hình dung ra câu trả lời đó là được yêu chính tình yêu mang lại ý nghĩa cho cuộc sống bởi vì nó bày tỏ mầu nhiệm của sự sống thật vậy chúng ta chỉ có sự sống nếu chúng ta cho đi chúng ta chỉ thực sự sở hữu nó khi chúng ta Quảng đại chào ban thánh Giuse có nhiều điều để nói với chúng ta về vấn đề này bởi vì qua những giấc mơ mà Thiên Chúa đã linh hứng cho ngài ngài đã biến cuộc đời mình thành một món quà các sách tin mừng thuật lại với chúng ta bốn giấc mơ đó là những lời kêu gọi của chúa nhưng không dễ dàng để chấp nhận chúng sau mỗi giấc mơ thánh du xe phải thay đổi kế hoạch của mình và chấp nhận rủi ro hy sinh kế hoạch riêng của mình để làm theo những kế hoạch màu nhiệm của thiên chúa đấng mà ngài hoàn toàn tín thác người sống đời thánh hiến và linh mục cũng vậy hãy bắt chước thánh du xe phó thác cuộc đời mình trong bàn tay của chúa và hãy thực hiện ước mơ của mình trong sự tín thác vào Chúa như Đức Thánh Cha Francisco đã viết trong ơn gọi cũng thế lời kêu gọi của Thiên Chúa luôn thúc giục chúng ta bước bước đầu tiên tiến thân tiến về phía trước không thể có niềm tin nào không có rủi ro chỉ bằng cách tín thác phó thác chính mình vào ân sủng bỏ qua một bên những chương trình và sự tiện nghi của riêng mình chúng ta mới có thể thực sự thưa vâng với Thiên Chúa. Và mọi tiếng thưa vâng đều mang lại kết quả bởi vì nó trở thành một phần của kế hoạch lớn hơn mà chúng ta chỉ nhìn thấy những chi tiết nhưng là điều mà nghệ sĩ thần linh biết và thực hiện để biến mọi cuộc đời trở thành một kiệt tác. Theo nghĩa này, Thánh Giuse là một ví dụ nổi bật về việc chấp nhận các kế hoạch của Thiên Chúa. Tuy nhiên, sự chấp nhận của Ngài là sự chấp nhận chủ động, không bao giờ miễn cưỡng hay cam chịu. Thánh Du Xe chắc chắn không cam chịu một cách thụ động, nhưng chủ động một cách can đảm và vững vàng. Do vậy, khi dẫn chân theo Chúa trên con đường của đời sống thánh hiến và linh mục Chúng ta hãy để cho Thiên Chúa uốn nắn các giấc mơ của chúng ta theo cách thế Ngài muốn. Như vậy, chúng ta mới có thể làm được điều Chúa muốn trong ơn gọi của mình. Kế đến, đời sống dân thân trong ơn gọi thánh hiến và linh mục theo gương thánh Giuse là phục vụ. Các sách tin mừng cho thấy thánh Giuse đã sống hoàn toàn vì người khác chứ không bao giờ sống vì chính mình. Dân thánh của Tiên Chúa gọi Thánh Du Xe là người phối ngậu thanh khiết nhất. Điều này cho thấy khả năng yêu thương của Thánh Giuse không giữ lại điều gì cho riêng mình. Bằng cách giải phóng tình yêu khỏi mọi sự chiếm hữu, Thánh Giuse sẵn sàng cho một sự phục vụ thậm chí còn hiệu quả hơn nữa sự chăm sóc yêu thương của ngài đã trải dài qua nhiều thế hệ sự bảo vệ chú đáo của ngài đã khiến ngài trở thành đấng bảo trợ của giáo hội do vậy người sống đời thánh hiến và linh mục cũng được mời gọi sống phục vụ theo gương thánh du xe vì mọi ơn gọi đích thực đều được sinh ra từ việc tự hiến là hoa trái của sự hy sinh chính chắn Chức linh mục và đời sống thánh hiến cũng đòi hỏi phải có sự chính chắn như vậy. Dù ơn gọi của chúng ta là gì? Kết hôn, độc thân hay sống trinh khiết? Việc cho đi chính mình sẽ không thành toàn nếu nó chỉ dừng lại ở sự hy sinh. Nếu thế, thay vì trở thành một dấu chỉ vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu, việc cho đi chính mình sẽ có nguy cơ trở thành biểu hiệu của sự bất hạnh, buồn bã và thất vọng. Đức Anh Cha Phan Cô khuyên chúng ta rằng, trên thực tế, từ sự sẵn lòng phục vụ của Thánh Giuse Xe đã nảy sinh sự quan tâm bảo vệ. Các sách tin mừng cho chúng ta biết Thánh Giuse Xe đã trỗi dậy và đang đêm đưa hài nghi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Điều này cho thấy sự quan tâm khẩn thiết của ngài đến lợi ích của gia đình mình, ngài không lãng phí thời gian để lăn tăn về những điều ngài không thể kiểm soát, nhưng để dành toàn bộ sự quan tâm cho những người được giao phó cho ngài. Sự quan tâm chu đáo ấy là dấu chỉ của một ơn gọi đích thực, là một chứng từ của một đời sống được đánh động bởi tình yêu Thiên Chúa thật là một tấm gương đẹp về đời sống Kitô tô hữu mà chúng ta nêu lên khi chúng ta từ chối theo đuổi tham vọng hoặc ham mê ảo tưởng của mình. Nhưng thay vào đó, quan tâm đến những gì Chúa đã giao phó cho chúng ta qua giáo hội. Sau đó, Thiên Chúa ban thánh thần và sự sáng tạo của người trên chúng ta. Người thực hiện điều kỳ diệu nơi chúng ta như người đã làm nơi thánh du xe ngày nay niềm vui phục vụ dân chúa nơi những người sống đời thánh hiến và linh mục luôn là một sự cần thiết cho thế giới hôm nay chúng ta vẫn thấy và vui mừng vì biết bao tấm lòng quả cảm của các tu sĩ linh mục không ngừng hy sinh phục vụ những con người nghèo khổ bất hạnh những con người bị gạt ra bên lề xã hội Nhờ sự phục vụ không mệt mỏi này, họ đã kiến tạo niềm vui và hạnh phúc cho những mảnh đời bất hạnh ấy. Sau hết, đời sống chánh thân trong ơn gọi Thánh Hiến và Linh Mục theo gương Thánh Du Xe là lòng trung thành. Thánh Du Xe được coi là người công chính, hàng ngày kiên trì âm thầm phục vụ Thiên Chúa và các kế hoạch của người và một thời điểm đặc biệt khó khăn trong cuộc đời, ngài đã suy nghĩ kỹ về những gì phải làm. Ngài không để mình bị sự vội vàng áp đảo. Ngài không khuất phục trước những sự cám dỗ để hành động hấp tấp. Chỉ đơn giản là làm theo bản năng của mình hoặc hành động bộc phát. Thay vào đó, ngài suy xét mọi thứ một cách kiên nhẫn. Ngài biết rằng trong thành công trong công cuộc xây dựng dựa trên sự trung thành thường xuyên với những quyết định quan trọng. Sự trung thành như vậy được nuôi dưỡng như thế nào? Dưới ánh sáng lòng trung tín của Thiên Chúa, những lời đầu tiên mà Thánh Du Xe đã nghe trong giấc mơ là lời mời gọi đừng sợ vì Thiên Chúa luôn trung thành với những lời hứa của người. Chú Xe, con vua David, đừng sợ là người khát khao dấn thân trong ơn gọi thánh hiến và linh mục chúng ta hãy noi gương thánh du xe đừng sợ khi phải đối diện với những thách đố của cuộc sống và bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy điều đó và ngay cả khi đang bấp bênh do dự chúng ta không thể trì hoãn ước muốn dâng cuộc đời mình cho chúa thiên chúa sẽ lập lại những lời này đừng sợ khi chúng ta ở giữa những thử thách và hiểu lầm hãy cố gắng làm theo ý muốn của Chúa mỗi ngày. Đây là một điệp khúc đồng hành với tất cả những người thưa vâng với Chúa bằng cuộc sống của họ, qua sự trung thành của họ mỗi ngày. Ước chi trong ngày cầu nguyện trơn gọi hôm nay, chúng hãy xin Chúa ban cho nhiều bạn trẻ luôn biết quảng đại, dẫn thân theo Chúa trong ơn gọi thánh hiến và linh mục biết biến Chúa thành ước mơ của đời mình và biết hết lòng phục vụ Chúa nơi anh chị em, nơi cộng đàn được ủy thác theo gương thánh cả Giuse để niềm vui và bình an của Chúa luôn tràn ngập trong cuộc sống hàng ngày. Amen.